Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quốc tổ chức lễ phát động trồng cây xanh hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng cho rằng, việc trồng cây xanh dọc tuyến đường Trị Bình Dung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển khu kinh tế Dung Quốc, vì đây là tuyến đường cửa ngõ từ cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và quốc lộ 1A dẫn vào khu kinh tế Dung Quốc. Việc trồng cây sẽ tạo nên một tuyến đường có cảnh quan đẹp, kiểu mẫu, điểm nhấn ấn tượng trong thu hút các dự án đầu tư. Đặc biệt, các dự án đầu tư có quy mô lớn và các dự án đầu tư nước ngoài cũng như tăng độ che phủ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp ở khu kinh tế Dung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh trong thời gian qua, khu kinh tế Dung Quốc đạt nhiều kết quả quan trọng trong thu hút đầu tư, đóng góp rất lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách và giải quyết việc làm cho tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh những mặt đạt được, khu kinh tế Dung Quốc còn một số tồn tại hạn chế, nhất là việc trồng cây xanh chưa nhiều để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Vì thế, việc Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quốc tổ chức trồng cây xanh quy mô lớn là điều đáng trân trọng, nhất là việc doanh nghiệp tự nguyện tài trợ kinh phí để trồng cây xanh ở các tuyến đường. Thật sự mà nói thì ít chưa có doanh nghiệp nào mà quan tâm đến môi trường trước đến cái việc thực hiện cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này. Cho nên là Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đã đề xuất và đồng hành cùng với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc để thực hiện cái dự án này. Tôi cho đây là một làm cực kỳ có ý nghĩa trong việc là vận động, huy động cái nguồn lực của cả xã hội để chúng ta cùng chăm lo cho cái môi trường sống, đặc biệt là trồng cây xanh. Tức là chúng ta vừa thực hiện cái hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 21-25, nhưng cũng là chúng ta trồng cây xanh để thực hiện đạt được cái chỉ tiêu là phủ tỷ lệ che phủ rừng theo cái nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Chúng ta trồng càng nhiều càng tốt, chứ không phải là chúng ta đạt được tỷ lệ rồi là chúng ta dừng ở đó. Cho nên là hôm nay nhân cái buổi lễ phát động này, tôi cũng tha thiết rất mong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ theo khả năng của mình để làm sao tỉnh Quảng Ngãi trồng được nhiều cây xanh trong thời gian đến. Và việc trồng cây xanh mới chỉ là bước khởi đầu của dự án này. Và mong rằng khi chúng ta trồng xong thì cái việc chăm sóc, bảo dưỡng để cho cây cối xanh tốt, phát triển bền vững mới là vấn đề lâu dài. Cho nên giao trách nhiệm lại cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc cùng với các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tiếp tục là duy trì để mà cho cây xanh, cái dự án này thành công trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quốc nói chung và cái tuyến đường Trị Bình Dung Quốc nói riêng. Đây là một cái hình mẫu để mà chúng ta nhân rộng ra ở các cái địa bàn khác, không riêng gì trong Khu Kinh tế Dung Quốc mà ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều phải là đồng hành chúng ta thực hiện cái chương trình trồng cây xanh theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và lãnh đạo địa phương đã ra quân trồng cây xanh dọc tuyến đường Trị Bình Dung Quốc. Trong đợt này, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quốc đã tài trợ gần 15.000 cây xanh như thông Caribe, dừa, dương liễu cũng như cây hoa trang trí như quỳnh anh, quỳnh liên và hoa giấy. Tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Việc trồng cây xanh sẽ góp phần đảm bảo phát triển kinh tế gắn kết với bảo vệ môi trường bền vững ở khu kinh tế Dung Quốc.